Nguyễn Trung. Vâng. Đang ủng hộ giúp đỡ các cháu ở trên vùng cao vùng sâu và rất là khó khăn, và cảm ơn cô Lan cũng rất nhiều, làm xin lời chúc sức khỏe của con và các gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Và một lần nữa xin chào con, cố gắng ủng hộ tớ để mà các cháu trên vùng cao và rất là nghèo khó khăn. Xin chân thành cảm ơn con rất nhiều. Mến chào các bác, anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì em bé đang có mặt tại dãy phòng trọ và đang đợi các anh em ở trong thôn đi ra ngoài này nhé. Hôm nay thì cháu bé sẽ chia sẻ cũng như gửi lời cảm ơn đến cô Lan Quý Trung ở bên California. Thời gian vừa qua đã ủng hộ cho kênh của con cũng như là ủng hộ cho bà con, cụ thể là ở trong thôn Chu Lùng, rất là nhiều những hoàn cảnh mà đã được cô giúp đỡ ủng hộ. Và tiếp tục ngày hôm nay thì cô có gửi số tiền là 11.500.000 đồng để mua lấy cái đèn năng lượng mặt trời gửi vào trong thôn Chu Lùng. Và hôm nay thì có một nhân vật mới hơn một chút, cũng là nhân vật lần đầu tiên nhận được món quà này, đó chính là anh Bí Thư Ly. Hôm nay thì có nhận được món quà của cô Lan Quý Trung, đó là một chiếc đèn năng lượng mặt trời, và thứ hai nữa là có mặt của em Lúa. Em Lúa thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi, và có em Xả, quan viên nữa. Qua đây thì con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, và cụ thể là cô Lan Quý Trung ở bên California. Bây giờ thì em bé sẽ mời cô bác anh chị là cùng cho bé ra ngay bên ngoài chợ này để mà mua cái đèn năng lượng này cho mọi người, cô chú ạ. Ok anh em, hôm nay thì vừa ra đến dãy phòng em bé rồi, nhưng mà bởi vì là ra dọc đường là mưa to quá, anh em ướt như chuột ấy. Vừa vào thay quần áo xong ra, bây giờ là sẽ lên trên kia xem quán ngay trên này này. Bây giờ nhà đấy mở quán mới thì ngay đây này. Biết rồi đúng không? Chắc đi bộ thôi nhỉ? Ngay đây thôi mà anh Liệ. Vâng, đi. Hôm nay là có món quà của cô Lan Quế Trung nhá. Lại cô Lan Quế Trung. Vâng. Anh Ly là cũng đây là món quà đầu tiên ấy, nên ra là khả năng là anh cũng chưa nắm rõ mấy. Cô là cũng hay ủng hộ chỗ nhà em Lúa này với lại anh em trong thôn mình là rất là nhiều, anh Ly ạ. Vâng. Anh Ly là bí thư của thôn ấy. Mấy hôm nay thì cũng rất là vất vả trong cái công việc là đường xá trong thôn ấy, nhưng mà hai hôm nay thì trời mưa kinh khủng quá cô chú ơi. Mưa 2 hôm 3 hôm rồi. 3 hôm liền rồi đấy. Đây này, hôm nay vừa mới tạnh, anh em ra ngoài này được một lúc ngồi nghỉ ngơi trong phòng một lúc là hiện nay thì mới ra ngoài này để đi lên trên này xem món quà này được. Thì cô gửi tổng số tiền là 11.500.000, thế thì cô có dặn con là sẽ mua cho các anh em là mỗi người một cái đèn năng lượng mặt trời, còn dư đâu thì mời các anh em ăn sáng ấy. Ăn sáng với lại uống nước. Thì hôm nay có lẽ nếu mà bằng lấy số tiền thì nó cũng không hết được đâu cô ơi. Thì khả năng là chút nữa mua xong để xem là nó là bao nhiêu tiền ấy. Bởi vì là nếu mà hơn 11 triệu thì nó... Cái đèn này thì hơn 3 triệu một chút. Nhưng mà sẽ mua cái quạt nữa cho các anh em để sử dụng vào cái mùa hè này. Hôm nay ở trong thôn mưa không anh Ly ơi? Vẫn mưa đấy. Mưa à? Vâng. Mai không mưa không biết đổ được đường không? Thế này cũng đổ được, không có bàn
chen vào, nó phải có bàn. Vâng. Có bàn đáp vào nên nó không. Nó khoảng tầm 2-3 tiếng là thoải mái rồi. Đổ bê tông xong. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Mưa mấy hôm nay lại mưa liên tục mất rồi. À, ý định là để đổ bê tông mấy ngày nay rồi nhưng mà cũng do thời tiết một phần. Đấy, phòng của con là có ngay bên dưới này. Thế là mọi ngày con từ ngoài này đi vào trong đó là mất khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ đấy. Nó cũng không đến nỗi là quá xa, nó rơi vào khoảng tầm 4-50 cây thôi. Nhưng mà do là cái quãng đường ở trên vùng cao nó đi ngoằn ngoằn nghèo này nhìn rất cực khổ luôn. Phải mà, đúng nhà đấy mà. Chuyển từ bên dưới kia hôm anh em mình đi thủng cả xăm ấy. Đấy. Đây là nhà quán ngay đây. Em xả mặc áo này của anh ấy vừa ấy nhỉ. Dài. Anh Ly không ướt à? Anh Ly có áo mưa à? Vâng. À, lúa là quá quen rồi nhỉ. Chào chú nhé. À đấy. Toàn người quen à? À. Chúng mới chơi 4 nào nhỉ? Chết mày. Đấy, chú còn bao nhiêu cái này? Dạ. Đi đứng cạnh cái biển kia 10 giây. Mình nhà cháu chào cô nhá. Cái trường ở đâu mà? Bây giờ còn mỗi 2 cái tấm của tao bộ xong còn không anh? Cái tấm... Tấm pin này. Bây giờ còn 2 bộ đây hả chị? Ừ. Cái xe bán tới. Thế mà vì căn bản là mình cũng không mình biết ý. Nó bán bao bộ thì là lúc chị thì... nếu mà đồng ý thì là... Nếu mà... Đó, chị nói thật, nếu mà em... muốn lấy ấy, em thêm một tí tiền em lấy được bộ to, em dùng được nhiều hơn. Còn nếu không, em vẫn như nhà tài trợ cho thôi. Thì ngày mai lấy bộ kia. Bởi vì là bộ kia thì nó cũng chỉ như thế này thôi. Nó không được to. Nên, ví dụ những cái này, ví dụ nó những ngày điện yếu thì nó đương nhiên thì em phải tiết kiệm hơn. Nhưng mà những cái ví dụ to hơn thì những ngày điện yếu em cũng không phải tiết kiệm như cái bé. Đấy là điều hiển nhiên. Mà mai có thêm một cái không chị? Có. Mai có thêm một cái. Ừ, nếu mà chị biết trước thì chị sẽ mang ở chợ xóm. Hôm nay hai chợ, anh chị đi hai chợ thì mang ở chợ xóm về. Bởi vì là không biết nên là không mang ở chợ xóm về. À. Thế thì lấy hôm nay lấy 2 bộ trước vậy. Nhỉ. Yeah. Ok nhỉ. Yeah. Ừ, em lấy sau một tí. Bởi vì chợ phiên này anh cũng có việc ở chỗ chợ này thì đằng nào cũng đang tiện là nhờ em ra ngoài này. Thì sẽ mình lấy sau một tí. Sao lấy trường... như thế. Thế hôm nay lấy trước 2 bộ đi cô ạ, cô chú ạ. Đấy. Thế là mai có không ma? Từ giờ đến chủ nhật là có gì? Ừ, từ giờ đến chủ nhật có. Vâng. Thế còn quạt không? Quạt có chứ. Có ở đây luôn không ấy? À, đúng vừa tròn 2 cái luôn à? Không, còn có lắm ở trên đó mà. À. Chị chuyển anh chị chuyển lên đây lâu lâu rồi đấy nhỉ? À, chuyển được 2 tuần. Vâng. Thế bộ. Sách đi, sách ra đi, anh em sách ra đi. Đấy, sách cả quạt ra. Nếu em thêm một ít tiền nữa thì nó to thì hãy lấy quy đấy. Không có tiền, nó căn bản nó là thế. Bà con ở trong... Bớt
thì nó cũng phải ấy thôi, chứ còn bộ nó chênh lệch nhau cũng không nhỏ. Và bao nhiêu? Chênh lệch bao nhiêu? Ví dụ cái bộ đấy thì là bình thường ra là chị bán là 5 triệu thì chị cũng có thể là bóp ở dưới 5 triệu thôi. 5 triệu là chị không có quạt thì có chăng là chị thêm cái quạt vào đấy, chứ còn không thể bớt được hơn nữa. À. Ừ. Vì là cái này là tấm 80W, còn cái kia là tấm 150W. Đấy. Nhưng mà nó độ to của tấm pin nó là gấp đôi. Gần gấp đôi. Thôi đây để em này lấy xong một tí nữa mà. Em này ngày nào mấy hôm lại ra đây mà. Để anh Ly với lại em xả lấy trước đi nhỉ. Xong rồi anh em mình lấy như thế là nó lấy dây, lấy quạt, lấy bóng đầy đủ nhá. Anh Ly, anh sẽ phải xả rồi chọn đi, mình cứ cụ thể cái nhà mình là nó hết bao nhiêu dây, khoảng tầm bao nhiêu dài ấy. Anh cứ lấy làm sao mà đủ cái tấm này để trên mái nhà mình ấy, với lại kéo xuống cái nhà mình. Chưa bán cho nhà ai rồi, hết bao giờ rồi. 10 mét quay đầu thôi. Thế anh ấy 10 mét em tưởng tượng một tầng nó chỉ có 4 mét thôi, 4 mét một tầng thôi. Ừ. Mà 2 tầng nó có 8 mét thôi, mà 10 mét đã là giữa 2 mét rồi. Đấy. Lúc thì nó không là vào cái ngăn nữa ấy, không vào ấy, cái không để cái mặt trời ấy. Đến chứ. Có khi mình lại có cái chó rông mà mình di chuyển. Thấy chị cứ lấy cho đủ làm sao mà ấy, anh nhà anh ấy biết tính được chứ em cũng chịu ơi. Đây là bình của hai ấy đây nhỉ. Lúa biết ấy thì chọn cho dùng cho các anh em thanh niên một tí, xả cũng biết mà đúng không? Có biết đâu? Đó là không dành mấy. Không dành à? Rồi một cái quạt này à, xem nào còn thiếu gì nhỉ. Một cái quạt, một cái để xem là thiếu cái gì. Quạt, dây, thế thôi. Với lại ổ điện, dây, bóng ổ. Một chia nhà thông tử tầng. Thanh niên này là đợt trước là ra quán nhà chị mua mấy lần rồi này. Nhưng mà chẳng qua là mua đợt đấy là mua cho người khác à. Hôm nay là ra đây để mua cho gia đình em ấy. Mình được đúng không? Vâng, hôm nay là mình được ấy, nhưng mà lại hết mất. Vẫn phải đợi. Không bởi vì là ở chợ thì chị vẫn còn. Ví dụ như là bọn em báo trước chị gọi điện cho chị ấy. À. Thì chị sẽ mang ở chợ xóm về. Vâng. Ừ. Hôm nay chợ gì? Bọn chị để ở chợ xóm ấy, bọn chị không chở đi chở về đâu. Khâu vai á. Hàng chợ xóm là không chở đi chở về. Vì cái hàng của bọn chị nó nặng ấy. Vâng. Cái tấm này là loại này là bao nhiêu tiền đấy chị? Đấy, loại bé này. Cái tấm đấy là bao tiền một tấm hay một bộ? Một bộ ấy, em không nói tấm đâu. Một bộ thì ví dụ như là bộ 1,5 triệu hoặc là bộ 2 triệu. Chắc là nó do bình một phần nữa nhỉ? Tùy bình. Nhưng mà ví dụ như này, đây là ví dụ như là có cái hòm này em này. À. Có người này. Ngày trước em cũng lấy ở nhà chị ở ngay bên dưới Bảo Vi này này. Chả nhà chị đúng không? Sau đợt đấy em thấy có cái hòm xanh xanh, bây giờ không có loại đấy nữa. Cái đấy là của Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc thì không đi được. À. Đây 1 mét đấy nhá. Bây giờ lúc trước là cái đấy là của Trung Quốc. Còn bây giờ bọn chị không đi được Trung Quốc là toàn lấy hàng Việt Nam. À. Đây là cái kích đây. Ủa, tí này học mất đi thôi. Không, vẫn 2 dây nó đều đầu ngoài. Đặt đi rồi, bán thử rồi sao đây?
cẩn thận nó dối nha, cẩn thận nó dối nha. Rồi, em rút đầu này phao nhờ. Với cả nhanh lên, đúng rồi, không dối à. Bán cái dây điện này không gì đến đầu rồi. Đó, rút rồi, đấy, bóng đi. Lấy bóng thì là bóng 12V hay là bóng 24V? Đây, hai anh em vào rồi chọn đi, chọn bóng đi. Có quy thì tiết kiệm điện hơn. Quạt này là bao nhiêu tiền nhỉ chị nhỉ? Một cái quạt á. Vâng. Một cái quạt thì là 350. 350. Nhưng hôm nay mua cả mấy bộ này bớt cho anh em một tí, bớt cho bà con một tí. Hôm trước con bán là 3 triệu. 32. Đợt này em mua là chỉ của chị trả 32. Lên lên nhưng mà đấy bán cho người giàu khác, đấy bán cho thanh niên nghèo. Đúng chưa? Mười 15 này. Xả vào lấy ổ điện đi, các thứ đi. Cánh lên. Đây hai bộ đây ạ. Đây là món quà của cô đây, hôm nay thì ra ngoài này thì thiếu mất mà đi một bộ, hẹn là lúa lấy sau một chút. Chú có cái bóng năng lượng mặt trời mà treo ở cái cột kia không nhỉ? Như là kiểu hả? Tên cao áp ấy. Nhà mặt trời thôi. Có đầy đây. Hàng bên trên toàn đèn đấy. Để. Cái đấy là bao nhiêu tiền một cái à? Hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu. Nhưng mà cái đấy nhà mình nó cho bệnh viện một cái. Theo thấy sáng rồi nó biết cái nữa. À rất sáng. Ở ngay cổng bệnh viện đấy. À. Ngay cổng. Cái đèn vàng ấy đúng không? Hả? Vàng hay là lên led à? Cái led. Đấy anh thu lấy xuống. Mình thích mình xem. Không phải có một bác hỏi là muốn là gửi cho thôn mấy cái, nhưng mà hỏi xem trên này có không. Nhưng mà cái đấy lại phải có cả cái cột nhôm nữa nhỉ, bác nhỉ. Treo lên cao như thế thì nó mới sáng được cả thôn. À đây đây đúng rồi, đoạn này đây. Nhưng mà nó sạc ở đâu? Đây, cái tấm của nó, có cái tấm của nó bên dưới này. Cái tấm nó sạc vào trong cái đèn. Vâng. Đây. Nhà mình đi lắp cho bệnh viện này, lắp một cái loại này sáng lắm. Vâng. Bây giờ bảo là lắp thêm cho cái nữa. Bây giờ em đi qua bệnh viện nhìn thấy, cứ ngước lên là nhìn thấy cái này nè. Buổi tối nó còn sáng hơn cái đèn vàng kia. Đúng rồi, cái này là nó tự pha, tức là lúc nào tối nó tự sáng rồi đúng không? Đúng rồi, trời tối nó tự sáng. Sáng ngày nó tự tắt. Đến 6 giờ 7 giờ nó tự tắt. Vâng vâng. Không, nó cứ bắt đầu sáng, bắt đầu nó hứng được. 6 giờ bắt đầu có ánh sáng này rồi nó tự tắt đi rồi. Không, cái đèn đấy cho biết rồi, loại đấy là loại tự động ấy. Nó có một cái ấy gì ở đây này. Có cái gì? Có cái có nghĩa là nếu mà lấy thì chị lắp đặt cho luôn. À lắp cho luôn à, bằng lấy tiền là lắp cho luôn. Ừ. À. Thế cả cái cột kia là tính cả cột à? Tiền đấy là tính cả cột à hay sao? Đấy, tiền đấy chưa tính cột. Chưa tính cột. À, đi lắp ở trong bệnh viện chỗ lắp ốp ở trên máy dân này. À. Ốp thẳng luôn vào tường của họ luôn. Không, ở trong xóm ấy nó có cái cột như cái cột nhà nước này này. Triệu rưỡi một bộ. Một bộ nhưng mà chưa có. Chưa có giá, chưa có cái cây. Chưa cây. Cái cây thì chắc là cây đấy phải mấy 1-2 triệu nữa. Cây thì 2 triệu 2-300 mấy.
Cái gì, cái cây inox mà nó vòng vòng kia cơ mà. Cái cây sắt đấy, mình chỉ cần mua một cây sắt thôi, không cứ gì phải mua cái cây vòm làm gì. Mình chỉ cần mua một cây sắt là mình có thể lắp được rồi. À thế thì... Còn tóm lại là chỉ cần mua một cây sắt nó chỉ đắt thêm mấy trăm nữa thôi. À. Chứ làm gì mà... Không, em tính nếu mà cái cây, cái vòm đấy là nó phải tiền triệu thật đấy chứ. Đây này, giống như cái kia hả? Đấy, kiểu đấy đấy. Giống như cái kia ăn cóp này đúng không? Vâng. Thế em tưởng tượng nó chỉ là một cái cột sắt đi lên thôi. Còn nếu sau đó là mình bán cái, lấy cái đèn này bắt nó vào cái cột sắt đấy luôn. À. Thì nó thành cái vòm. Kia là nó chỉ có cái đèn không, em hiểu không? Vâng, vâng. Thì nó phải có cái vòm, nhưng cái này nó có cái cần rồi. Đây. Mình bắt ôm luôn vào cái cột này. Em tưởng tượng cái này nó... Cái này nó chỉ cần bắt vào cái cột thì là nó thành cái vòng đấy rồi. Rồi rồi, thế cháu hiểu, cháu hiểu. Đấy. Ok, ok. Cái này chỉ cần ôm vào cái cột sắt thôi. Thế là mua cái phi 90 ấy nhỉ? 60 ấy. Phi kém ấy. Rồi để mấy hôm nữa nếu mà ấy được thì cháu vào cho lấy mấy bộ. Cái này lắp cho xóm thì hợp lý quá. Xóm không có điện ấy. Nhỉ? Vâng. Trong xóm như xóm anh em này đâu có điện đâu. Thì mới mua cái năng lượng mặt trời này hôm nay. Hôm nay thì tiện đây cũng hỏi thử xem là có không. Cái bóng này à? Xả chọn chưa? Chọn được bóng chưa? Chọn đuôi chưa? Đây. Em chọn đi tí nữa thiếu là đuôi lại ra đây đi lại mệt đấy. Đuôi phích. Đuôi phích này với lại ổ không điện. Rồi, phích em ấy rồi. Em đi trên ra đi. Ở dưới bắt, ở dưới bằng thò ấy. Có ổ điện lấy hai bộ luôn cô. Ổ điện gì em? Ổ mấy lỗ ấy. Ổ đen đen ấy. Dạ. Thấy, lấy hai bộ, mỗi anh em một bộ. Thế hai anh em về chia nhau nhá. Hôm nay là tình hình là trời mưa với lại cũng chiều, bây giờ cũng vào chiều tối rồi, em không vào nữa rồi, sáng mai em vào em lên em xem là anh em lắp như thế nào có ổn không. Dạ. Anh xem một con quanh đấy, nó chỉ quanh đấy thôi, nguyên có nguyên cục gì đó. Bây giờ chia ra mỗi chia của hai người ấy cầm luôn. Ừ, chia hai túi luôn đi. Chia làm hai túi luôn thì nhà ấy để lắp. Ở nhà ấy cũng lắp không chia lại. Rồi, cái này không cho vào cái này đâu. Cái này, cái này nó bứa. Rồi, đây. Bóng này không thử tí nữa lại ấy. Thử đi. Về mình có cái gì mình đỡ phải thắc mắc. Sáng nhỉ. Ok. Có cái giấy gì ghi cho cháu một cái bên like. Vâng vâng, ghi vào giấy cũng được. Cho là người ta bảo hành đấy được ạ. À, bảo hành các kiểu luôn. Ghi giấy bảo hành các thứ. Đây quạt này à, hai anh em lấy về, nói chung là mấy cái đơn giản này chắc là các bác cũng biết lắp hết rồi nhỉ. Xả biết rồi nhỉ. Thế thì cũng không còn gì phải ấy mấy nữa. Đủ chưa anh? Đủ đồ đạc chưa?
Rồi cái này là cái kích. Cái kích này, dây dẫn từ trên xuống này, ổ điện này. Bóng với lại chui rắc cắm. Có rồi đúng không? Vâng vâng. Cái này rắc cắm có rồi. Mấy cái này là bác biết lắp đặt hết rồi nhỉ? Vâng. Dạ. Tôi biết đó. Vâng. Không ngờ nhà hai anh em không có ai có tô vít à? Hả? Ok, để xem nào. Em bao giờ cần đến? Cần đến thì lúc nào cũng cần rồi, nhưng mà lúc nào ra được? Thôi cứ chủ nhật đi. Nhật thì lại hay chợ nhiều vướng lắm. Xách đi xách lại khó. Lấy từ đây đi ra không vướng rồi mà. Vâng, thế cũng được. Nếu mà lấy từ trong kia thì Bây giờ cơ không bán ở trên kia nữa à? Không, bán ở kia, không bán. Ra hai chỗ. Không. Vâng, vâng. Thì lấy từ đây ra không vướng thế nào đâu. Vâng, nhưng mà ở đây thì được. Tưởng là đóng cửa này đi bán trên đấy. Bán cả đây rồi. Vâng, thế thì được mà. Thế thì được, ghi cho em một cái biên lai đi. Không nghỉ ghi vào giấy cũng được mà. Xem bao nhiêu tiền đấy. À, xả ơi, lấy giấy bảo hành luôn. Cái này lần này cô cho lại không tính theo tiền mà là tính theo cái này thôi. Mỗi nhà một bộ. Đâu, ai tính tivi đâu, cháu tính tivi đâu. Vâng, cái này xem được tivi không cô? Xem được. Được không, thật không đấy? Thật đó. À. Cháu chưa thấy chưa nói chung là xem được tivi. Ở đây xem được. À. Nhưng ở trong xóm không biết là có sóng để không nhỉ? Thật ra xem tivi thì mình mua những cái loại mà tivi có mạng ấy. Thì là mình chỉ ôi còn... rồi ôi, vào trong đấy còn không cả gọi được mạng gì. Không gọi được điện thoại luôn á? Không. Sống lợi nhiều. Chỉ còn có sóng 3-4G thì được. Vâng, nhưng mà làm gì có. Lắp chảo thì may ra thì còn bắt được một hai kênh. Tên cái bộ này của ai thì tên người đấy đến ra bảo hành cho nó dễ. Vâng, vâng. Họ và tên. Họ và tên là Mili. À, Mili à? Này, bảo hành bao nhiêu lâu đây chị? 2 năm à? Không phải 2 năm đâu. Mấy năm? Cái ác quy người ta chỉ bảo hành chỉ được 9 tháng thôi. Chị bảo 1 năm luôn. 1 năm... Nó có dễ không đâu ấy. Biết là như thế nhưng mà nên là nó những cái này nó chỉ bảo cho là 9 tháng thôi. Nó không là mình cứ sửa nó một cái này thôi. À, cái củ kích ấy. Cái này nó cũng dễ không đâu. Tất cả những cái này thì là bảo cái tấm ấy thì có thể bảo hành được là lâu, 1 năm, 2 năm. Chứ còn những cái này thì họ đều cho được có mấy tháng. Thì cứ bảo hành những cái phần này là 6 tháng. Tất cả như nhau đi, bởi vì là họ bắt đầu lấy cho chị cái là họ viết luôn cái ngày tháng cho chị luôn rồi. Vâng vâng. Bảo hành nó cho cũng thì cái này nó có công ty nó đưa cho chị không tự ra được. Vâng, và thôi chị cứ gửi ấy đi, đi bảo hành đúng theo quy định thôi. Cái thích đâu nhỉ? Cái kích lên cho mấy xả. Mấy xả. Ơ, còn quên tổng tiền. 32 đây đấy. Cái này là cả quạt à? Hả? Cả quạt là các thứ à? Cả bộ một bộ luôn đúng không? Không. Đấy là cả một bộ thì là như thế. Còn tính
Em đưa tiền phạt vào đấy là 3 triệu là 550 cơ mà. Sao ghi tổng hết tiền vào đi, không thì tí. Thế chị viết tờ khác nhá. Cứ chỉ cái tổng đằng sau được mà, coi như là cái chỗ đấy là chỗ bảo hành, còn đằng sau là 3 triệu 550 đúng không? Đấy, như thế là nó dễ. Coi như là cả quạt, quạt cũng bảo hành luôn đi còn. Ừ, bảo hành. Vâng, thế thì ghi cả quạt vào đây. Thì ghi cả quạt trong đấy rồi. Quạt đi. Ừ. Rồi mới đi, con gửi em một cái gì nhỉ? Vừa mỹ xả. Vừa mỹ xả. Thế đây em gửi tiền chị nhá. Rồi, ok. Vâng. Xem lại xem bảo hành các thứ xem nào. Kích điện, ắc quy, tấm pin quạt. Còn những cái bóng kia chị, bóng với dây điện thì chị cũng không cần ghi vào nữa. Vâng vâng, bóng với dây điện thì đấy. Nó theo bộ của nó. Vâng vâng. Bóng là không sao đâu. Vâng, hết đủ rồi nhá chị nhá. Đủ. Vâng, cảm ơn chị nhá. Chủ nhật lấy nhá. Vâng. Chủ nhật lấy được. Mọi là sao nó đang bảo là sao cái tên này lúc mọi khi nó vẫn đi lấy mà sao lúc nào cũng là nó hôm nay mới chưa thực sự là của mình được à? Chưa, hôm nay vẫn chưa được em này là vẫn phải nhường trong kế hoạch thôi, vẫn phải nằm trong kế hoạch. Rồi thế thì phi xe lên là hay là kiểu gì hay là xách về? Xe đấy. Hả? Về luôn. Không phải xách mỗi người một ôm được, đông người này. Đông người, mỗi người một tí là hết. Ngay đây mà. Đấy, anh xách một túi. Đây anh xách một túi. Vết mà chỉ mất tên thì đó kìa. Không mất một xí nữa rồi. Đấy, anh cầm cho. Cầm hai cái bình. Đấy. Ồ, xả đường đừng dốc, đừng dốc, đừng để ngang nhá. Em quy này không bao giờ được để dốc ngược, dốc ngược nó hỏng em. Tí nước nó ra thì thôi, cái acid đi. Cái thằng, có một thằng nó mua ác quy mới vào, mình mua ác quy ấy. Không biết, ôi dồi ôi, nó không thể dùng sâu. Hỏng hết, nguyên cái chiếc đấy bị no vốn. Vâng. Thế à? Một cái hai cái vào một bao luôn. Tàu dù hết rồi. Tí thì cái này tí xe máy đằng nào cũng qua đây thì ấy lấy xong cũng được cái này. Đằng nào cũng về thì lấy xe thì xách về thôi. Rồi rồi. Ok. Bây giờ sẽ về phòng trọ một chút đó. Đây bây giờ đi tìm ăn phở đây các anh em bảo đi ăn phở. Chú ơi, quán ơi, chắc không có rồi em ơi, lên trên đi. À, được được. À, đi bộ cho khỏe chân anh ạ. Hello chú, hiện tại thì em ấy đã có mặt tại quán phở rồi. Đang đợi anh em vào đây. Đấy, hôm nay là món quà của cô Lan Thế Trung ấy, là cô có ủng hộ mình là một chiếc đèn năng lượng mặt trời này. Còn bao nhiêu thì bảo là để lại cho anh em mình đi ăn ăn uống này này, ăn sáng ngày hôm nay, ăn chiều vậy này. ăn uống nước là cũng như thế là cũng vừa hết đấy. Đấy là em tưởng dư nhiều thì mình mua được cả bao gạo, nhưng mà em vừa tính ở trong điện thoại rồi. Còn cứ đâu 300-400 rồi, nhưng mà mỗi người bao nó lại không đủ nữa. Ăn bát phở nhỉ? Ăn phở. Ok. Vâng. Em ly đây. Đây à, xả đây. Xả mặc áo anh này nhìn thấy hợp thế. Nhìn đẹp trai hơn đấy. Con được mấy cân rồi? Hả? Chưa cân á? À. Thế hôm đấy sao lại để vợ đẻ ở nhà đấy? Hôm đấy em đi làm về đã để được. Đi làm về là đẻ rồi. Thế vợ không có dấu hiệu gì trước khi đẻ à? Không có. Đẻ ở nhà thấy nguy hiểm lắm. Sáng nay bảo nếu mà nó bụng thì đưa ra bệnh. À.
xã bảo là nó bụng thì đưa ra huyện, nó bảo là không đâu. Không bảo là đau phát để luôn. Đau cái để luôn. Em đi lấy cổ về đến nhà. Là được gặp con rồi nhỉ? Được rồi. Anh tưởng nếu mà có dấu hiệu thì mình phải đưa ra viện này. Đấy. Như lúa vừa rồi này, con cái đi bây giờ đi ra viện này, hôm nọ là về đỡ chưa? Đỡ. Khỏi rồi đúng không? Cái này uống nước này không ngủ được à? Anh uống coca thôi. Để tí anh đi đổi. Em cũng uống coca. Sữa tanh nghe. Anh em đây trong tem ấy. Dạo này cũng còn ở đâu 3-4. Không có ga. Không. Không có nhiệt độ. Nhiệt độ á? Không có đâu, nó không phải bia đâu mà. Đi qua gần có ăn. Nước ngọt thôi anh ạ. Vâng. Anh tưởng bia à? Không, đó là nước ngọt nhưng mà sợ nó có nhiệt độ ấy. À. Cái đấy thì em không biết à? Nếu mà bảo nước ngọt có nhiệt độ thì em chưa thấy bao giờ đâu. Nếu mà ăn bánh giá cũng có nhiệt độ. Vâng. Anh ơi, nếu mà chiều hôm nay lúc anh ra là trong mình không mưa đâu phải không? Trong mình nắng nhưng mà lại thế Lũng Pù à? Lũng Pù. Gần đây cô lúc cũ này gần mưa. Thế nếu mà tình hình nếu mà không thì nhỉ, không nếu mà mai không mưa ấy thì mai đổ đường ấy nhỉ. Sợ mưa đây trước lên mưa lại tụt xuống dưới mình ấy. Ừ. Mẹ à? Đường mà còn trước mà kè kia đổ xuống hết rồi. Sụt xuống rồi á? Sạt xuống. Ở bên trên à? Ở đấy thì anh đầu đường này. À, cái chỗ đấy kè mình phải xúc đi thôi, chỗ đấy kè cũng không khó lắm. Kè mà chỗ đấy lấy ra phải kè được cơ anh Ly ạ. À? Kè thì phải kè đôi dày. Dày thì mình kè nó hai hàng đá đi. Hai hàng đá thì kè dày. Không thì nó đất nó nhiều, nó nặng quá. À. Cái chỗ đấy hàng nghìn khối ấy, ngồi nghìn khối đất. Là gì mình kè nó không kè ăn thua đâu. Không ăn thua được đấy, đất được. Em cũng nghĩ thế, em nghĩ khả năng là nó xả xuống thì mình nó xả xuống nó nặng. Mình cuốc đi thôi nhỉ, khả năng vậy chơi. Bởi vì nó nhiều quá, nó cũng phải ít. Cào thì khi nào hết thôi. Khi nào hết thì thôi á. Cứ cào nó xả xuống, cứ cào khi nào hết thôi. Chỗ đấy mình cào đi ô tô lại vào được ấy mà. Cào khi nào ô tô đi được. Cứ để nó xả xuống lại cào biết. Ừ. Cái sao mình sẽ nói một sao. Cứ để nó xuống rồi. Nếu mai tình hình không việc gì thì đổ cho tổ một đổ đi. Vâng. Thì em gọi bây giờ cũng không còn thiếu cái gì nữa đâu. Hôm nọ anh cắt ván chưa? Chưa. Đang mưa không cắt. Đang mưa không cắt à? Có cái bình nước thôi. Cái nước nói chung là có bình hay không ấy thì mình vẫn tận dụng được cái bạt anh mua vào được một buổi hay một ngày vẫn thoải mái. Quan trọng là mai bà con nếu mà không mưa thì bà con có đổ hay không thôi. Yeah, chưa có thì mình có thể tận dụng trước để mà làm một buổi hay một ngày. Đúng không? Cái bạt đấy thoải mái mà. Mà đấy thoải mái đấy mà. Mình làm trước thì mưa được 2 ngày hôm nay đầy rồi. Vâng. Mưa là 2 ngày hôm nay là nó đầy đấy mà. Đổ xong nắng được 2 ngày thì thoải mái. Không đổ xong, thí dụ sáng đổ xong thì tối mưa nó cũng không sợ việc gì đâu mà. Nó khô rồi. Nó không trôi được rồi. Chẳng qua xe pháo đi lại thì nó ấy thôi. Vâng. Ớt đây mọi người. Anh em ăn ớt, rú ăn ớt giỏi đấy tài ấy nhỉ. Mất điện à. Đấy, chúng mất chứ không. Ngon không? Tuyệt vời nhỉ. Ở khu mình, ở khu Khâu Vai này không thấy có ai bán phở bây giờ đâu nhỉ? Có mà. Có à? Nhưng mà chợ mới có chứ đúng không? Hay là ngày thường? Chợ. Đấy. Một tuần có một lần thôi. Ngày
Khâu vai mình. Khâu vai ấy, hàng ngày cũng có. À. Khâu vai mình một bác hơn 5.000 thôi. 5.000 á? Không, bây giờ 5.000 không làm nó. Là bác sĩ muốn nói mà. Phải làm nữa phải nhiều. Bát phở 5.000. Có mà. Ở đây bát này không biết là 25 hay 30. 30 thì phải. 30. Ừ. Trên này dân bà con thì nghèo rất là nhiều nhưng mà nhưng mà cái gì đắt. Vâng. Đấy. Phở bát phở bây giờ suất cơm á 50-60.000 đồng một suất. À nó phải hơn cả Hà Nội nó còn không bằng đấy. Vâng. Nhưng mà thực tế nó như thế. Mỗi đi chợ không ăn phở đâu. Không ăn phở á? Vâng. Đi ăn gì? Về thôi. À. Đi tha chợ xong thì về nhà tìa ra mà. Khâu vai mình thì gần nhà làm gì? Thôi bây giờ thì mấy anh em tụi con sẽ ăn gọi là bây giờ ăn chiều rồi, ăn tối, ăn thấy tối được 5 giờ đến nơi rồi. Nhé. Hôm nay là toàn bộ cái kia với cả toàn bộ bữa phở này là cô Lan Quế Trung mời hết nhá anh em nhá. Cảm ơn cô Lan Quế Trung nhé. Lại được ăn phở cô. Rồi ok mọi người ăn đi đã. Rồi rồi. Đây sau khi anh em vừa ăn chiều xong thì bây giờ đang mang cái phần quà của cô Lan Quế Trung này ngược trở lại phòng trọ của em bé để chuẩn bị là sắp xếp lên trên xe. Bây giờ lại nắng rồi, hy vọng là buổi chiều buổi sáng mai sẽ dâm trời để mà tiếp tục cái những cái công trình ở trong đó được cô chú. Đây rồi. Bố lên xe luôn à? Về luôn chưa hay là chơi đã? Chơi tí nhỉ? Chơi tí rồi về. thế lấy vào trong này này anh Ly ạ. À? Lấy vào tạm vào trong này. À ngồi chơi chút đã. Đi vào trong phòng quay ra không thấy đâu thì chết đấy. Đây anh em cũng vừa mới giải lao một chút ở trong phòng cho bé, bây giờ sẽ buộc cái phần quà này lên trên xe của chính các anh em để mà trở về, chắc là sáng mai mới lắp được rồi nhỉ, tầm này cũng chiều tối rồi. Thế em lúa là cũng tiện đường chở hộ cho bé là những cái bao phần quà của các cô chú gửi về cho bà con. Ở đây thì nói chung là hàng ngày thì hầu như ngày nào cho bé cũng nhận được 1-2 bao quà quần áo ấy, nhưng mà kiểu là hàng ngày cho bé cũng đi hai vợ chồng, một là nó cũng rất là cồng kềnh thì cái bao nào bé thì cháu bé cũng chở dần vào được rồi. Bây giờ tập kết nó đầy đủ một chút thì con sẽ phát cho bà con, bởi vì là thực tế là cũng có nhiều ấy, trong phòng cũng còn, nhưng mà hàng ngày thì do là đi hai người là một, thứ hai là mình quãng đường nó xa không chở được hết. Còn xăng không? Xe anh em còn xăng chứ? Quên mình không bảo là lấy cho một cái bọc cái này luôn nhỉ? Đúng rồi. Quên mất. Này cũng mới, tất cả mới hết thôi nha. Họ tháo ra để trưng bày ấy. Còn mỗi hai cái. Đâm ra là hôm nay là còn vẫn còn tiền cô Lan Quý Trung còn dư lại thì con cũng xin phép là để hôm chủ nhật tuần tới này con sẽ bảo em lúa ra ngoài này để mà lấy cái phần quà của cô này về cho gia đình ạ. Ok, ngồi được không? Nặng phết đấy, cái bình Acquy này nặng nhất ở dưới này luôn. Chắc là... Đã? Chắc là... Cái này để đằng trước được mà anh ạ. Vâng.
về mai lắp nhỉ. Ngày kia à, mai có khi anh cũng lên đấy đấy, mai lên đấy để phát quả của cô Oanh bên Mỹ. Okay. Để anh xem là lắp thắp sáng như thế nào. Chắc không anh? Ôi, cái này không có cái gì ấy nhỉ, sợ xước cái này không? Không xước được. Nó hơn thế, mình nhìn nó mà tốt lắm. Tiếp chơi. Năm ngoái mà cái có cái thùng xanh kia là 3 triệu rưỡi ấy, cái loại thùng xanh ấy. Ừ. 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6. Ừ. Bây giờ nếu mà có lại cái kia chắc là cũng không, có khi 3 triệu rưỡi cũng không ở rồi. Buộc vào. Con nước đầy rồi mà. Được không anh? Trở về rơi dọc đường là mất công đấy. Nhẹ. Cũng nhẹ nhẹ thôi, nó nặng ở mỗi cái bình kia thôi. Rồi. Cái này áo mưa anh à? Anh cái này phải để ngoài mới được, anh sợ về dọc đường cũng vẫn mưa đấy. Nhét vào trong này. Đây, bây giờ là cái món quà của các anh em là cũng đã chẳng lên xe cũng như là chuẩn bị là di chuyển đi về rồi. Thì đây là cái món quà của cô Lan Quý Trung nhé. Chắc là mọi người là cũng nãy là cũng nghe mấy lần rồi. Nhưng mà nói chung là cũng nói lại thôi. Với lại của chỗ lúa này thì 1-2 hôm tới là lấy. Bởi vì hôm nay là nó cửa hàng nó hết mất. Mà ngộ một cái nữa là tất cả cái khu chợ Mèo Vạc này, nếu mà cái loại này chỉ có nhà này nó bán thôi, mình không thể đi quán khác. Đấy. Một đúng một nhà thôi, nhà này là bán ở đây thâm niên lâu năm lắm rồi. Rồi ok, thế thì lời nói sau cùng thì cũng cho cháu bé xin chân thành cảm ơn đến cô Lan Quý Trung ở bên California đã ủng hộ cho bà con. Cụ thể là có đồng chí Ly với lại đồng chí Sả. Này có thêm cả em lúa nữa là cũng đã có nguồn năng lượng mặt trời cũng như là những chiếc quạt mát rồi. Thì các anh em có lời nào muốn nói? Vâng, cảm ơn cô Lan với lại chú Trung. Cô Lan Quế Trung thôi. Cô Lan Quế Trung. Vâng. Đang ủng hộ giúp đỡ các cháu ở trên vùng cao vùng sâu và rất là khó khăn, và cảm ơn cô Lan Quế Trung nhiều. Làm xin lời chúc sức khỏe của con và các gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Và một lần nữa xin chào con, cố gắng ủng hộ tớ để mà các cháu trên vùng cao và rất là nghèo khó khăn. Xin chân thành cảm ơn con rất nhiều. Vâng, vâng. Đúng là tiếng nói của bí thư lúc nào cũng lưu loát và chân thực quá. Cảm ơn, chúc mừng anh Ly nhé. Vâng, em xả đây ạ. Cảm ơn cô Lan Quế Trung ạ. Cháu xin được chúc cô gửi quà lên cho cháu, chúc quà cho lên cho cháu thì cháu có được cảm ơn cô Lan Quế Trung rất là nhiều, và cháu xin chúc sức khỏe cô mỗi người là an tốt đấy ạ. Lần nữa xin chúc sức khỏe cho cô mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng, vâng. Rất là mừng cho em, chúc mừng em nhé. Và em lúa có lời nào nói với cô Lan Quý Trung không? Có. Hôm nay thì cháu cảm ơn cô Lan Quý Trung rất là nhiều để cho cái đường mặt trời này cho cháu nữa. Thưa cháu hơi bố mẹ rồi. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều nhé. Mình nói chung là bảo thương hơn bố mẹ thì mình không thể nói như thế được. Chẳng qua là bố mẹ mình nghèo ấy, đúng không? Bố mẹ mình nghèo, không có
không từ xưa xa xưa đến giờ là cơm ăn các thứ nuôi mình đến bằng này lớn là bố mẹ rất là thương quý mình. Chẳng qua cô với thưa. Ừ, đúng rồi, cả hai đều thương. Rồi rồi. Giống như mình có hai bố mẹ đấy. Đấy, giống như có hai bố mẹ. Vâng, thế thì vâng. Thì của em thì 1-2 hôm tới mua sau nhá. Ok, đừng buồn nhá. Vâng, ok ok. Chẳng có, buồn gì. Thế thì chúc mừng anh em một lần nữa nhé. Vâng, chúc mừng anh em. Dạ, dạ, dạ. Vâng, thế thì qua đây thì con cũng xin khép lại video ở đây. Hôm nay thì một ngày rất là ý nghĩa. Tuy là cũng không thể đích thân đi vào trong xóm để lắp ráp cho mọi người được ấy. Hôm nay là cũng vào buổi chiều tối, sáng nay thì mưa tầm tã luôn. Anh em ra ngoài này còn lội cả mưa ra đây ấy. Thế nên là cũng... các cô các bác ấy cũng hết sức là thông cảm. Và qua đây thì cháu cũng xin khép lại video ở đây. Hẹn gặp lại các cô các bác các chú ở những số tiếp theo ạ. Bây giờ thì em bé xin chào và hẹn gặp lại.